Bạn làm nhanh tay các bạn. Cái gì cũng biết làm, khéo tay. Nhưng mà bạn ế. Ế á. Nói trước bọn anh không. Em mà nói ra một câu thì bao nhiêu anh xin chết luôn đấy. Em nói nhiều lần rồi. Hả? Em nói nhiều lần rồi làm gì có ai xin. Có bạn nào có ý muốn là lên đây ở rể không các bạn? Có chỗ ở rể không em? Ở chỗ em có ở rể không? Có đấy. Ui, nhiều rau thế anh. Ôi. Lấy cái kia rồi thì lấy cái này làm gì nữa, rau này toàn rau ấy thôi. Nhiều rau thế. Rau ấy thì lấy cái là 66 nhắn cho gà. Một nhà cho gà ấy. Một ôm các bạn. Cái tay cái này đổ cho gà cho em. Đúng là nhà chẳng có gì ngoài rau các. Đâu, cho gà hả? Ở trong có cái phải ạ. Ok, cái xe lách to thật đấy. Cái này chắc mấy cây rồi đúng không? 4 cây. 4 cây mà được bằng này các bạn. Chăm sóc quá tốt luôn. Đó. Cái này thì mình tí nữa ăn à với cá. Chấm cà chua. Chấm cà chua các bạn. Sốt cà chua. Sốt đó. Anh ăn cái gì sắc cái nha. Tôi cái gì có đậu. Cái nào ó cả. Thế là. Bao đấy. Ừ. Luộc luôn là canh luôn này em. Mà ba qua chế ra ba. Ba còn đây mà. Lại đang cho rau vào luộc và canh luôn thôi. Cái món nộm kia thì nó nhanh lắm, thì nó chỉ cần luộc lên rồi nộm thôi. Bây giờ thì mình ở đây mình trông cái món này này. Mình thấy món này có vẻ là chất lượng nhất. Măng nướng các bạn. Nướng dưới bếp lên cả vỏ luôn. Cái tí nữa cái nào nó cháy đen thui 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 này thì nó đã chín các bạn nhé. Nướng những cây măng bé này thôi thì nó sẽ dễ chín hơn. Ôi, mùa này có măng sạt đấy. Ở khu vực mình có cái măng sạt, măng bé bé to bằng ngón tay này, tầm này này. Thì măng này nướng cực kỳ ngon luôn các bạn. Nướng cực kỳ ngon luôn, nó ngọt, nó thơm lắm. Cái này thì nó sẽ hơi đắng đắng các bạn nhé. Có một người loại, có nhiều người thì thích ăn hơi đắng đắng, có những người thích ăn ngọt, thì mình thích ăn ngọt kìa. Thích ngọt ngào các bạn. Vâng. Ở thế phần chín mình cắt đâu rồi ạ?
À vâng. Cái này tí nữa mình mang ra ăn thì mình mới bóc hay là bóc luôn ạ? À mỗi người một bóc này. Ừ, bóc chứ. Bóc rồi mà. Cho lìa hết ra. Bóc cho ra đĩa. Vâng. Đó, những phần chín này sẽ bóc ra. Và sờ nó mềm mềm các bạn. Đây là chín rồi. Cái sừng trâu này làm gì đấy ạ? Sừng trâu nó tỉm xương, nó không được là cháu ở lấy sừng. Nó đau chân này đấy. Đau nhiều quá. Chữa đau chân ạ? À? Chữa đau chân đấy. Lấy cái xương bên trong đấy ạ? À? Ừ, cái xương này. Nó lại đấy đi đun vào cháu ạ. À? Lấy đun. Đun là nó lấy cái chân ngâm. À, xong ngâm chân vào ạ? À? Ngâm chân vào. À, chả đỡ đau chân, đau. Vâng. Đỡ đấy cháu ạ. À? Ừ. Dạ vâng. Đây các bạn một bài thuốc từ sừng trâu các bạn. Âm Hà Lan đấy. Ừ. Này làm thuốc. Sọc của cháu thì nó mới được ăn. Lấy cái sừng bên trong hả bà? Đó bác về xin để chữa chân các bạn. Ừ. Cái này là đập vào bên bà. Nó khẩu phấy. Mình không hiểu các bạn. Bác nói như nào? Bà đi. Như kiểu khúc cây. Ờ nhưng mà bác nói bảo là cái này làm như nào? Cái này là xong là ly luôn lưỡi cho nó cháy, cho nó cháy. Cháy ra cho nó cháy, nó lổ ra xong với cho bầu nước ngâm chân. Vâng. Đi đâu cho mình ngâm chân. Ừ. Chỉ cần như thế thôi. Chữa khớp hay là chữa gì ạ? Chữa khớp thì gai gai chặt vào chân. Không phải gai cho vào chân, nó khắc một gai kiểu khớp ấy. À vâng. Đó. Chữa xương khớp các bạn. Thầy hợp thuốc thì khỏi hết. Không hợp thì cũng là không hợp thì không phải. Dạ vâng, chào cảm ơn. Một cái bài thuốc dân gian các bạn. Sợ thấy hợp với áo. Đây này, nước sôi rồi các bạn. Bây giờ thì bạn Lan sẽ cho hoa ban vào nhá. Cho hoa ban vào luộc. Cái này thì mình luộc lâu không em hay là luộc qua thôi đúng không? Đó. Ở ngoài thì các bác đang nhìn. Ô cái xôi này. Mình để ý là gần như là đi nhà bạn nào cũng có cái xôi như này các bạn nhá. Đấy như là mọi người ở đây hay ăn xôi. Nhà nào cũng có các bạn. Mang thì chín hết rồi đúng không ạ? Chỉ cho ít nước này thôi các bạn nhé, cho một ít nước luộc cho nó sôi một chút thôi. Đó, để vung vào cho nó sôi là xong. Hoa ban sôi rồi các bạn. Nó sôi thì lấy ra. Ôi. Sáng quá nhỉ. Đây rồi. Hoa ban sôi bây giờ lấy ra nhé. Lấy ra và đi nộm thôi. Xé thịt gà ra nộm các bạn. Bình thường thì sẽ nộm không thôi các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay là phải cho thêm tí thịt vào cho nó, xem nó có khác biệt không. Đấy, hai thanh niên đi đâu cứ loanh hết. À nộm luôn trong cái nồi đấy à? Ok này ngon chứ nó khô quá nó lại không ngon. Theo bạn Lan là để ở trong nồi nộm luôn các bạn. Hoa ban gạn bớt nước đi các bạn, để một chút thôi. Rồi bây giờ thì bạn Lan sẽ lọc phần ức ra các bạn nhé, lấy một chút thịt ức rồi nộm. Đó, xé ra. Anh đang gọt cái gì đấy ạ? Quả gì đấy ạ? Khoai tây. À khoai tây. Mình thấy bé bé tưởng cái gì?
hay là trồng? Mình tự trồng nên là nó trồng, và chắc không cho phân. Cho phân chẳng cho cái gì cả, gì trồng ở đất thì thôi kệ. Đúng rồi, gọi trồng. Kiểu nếu mà mình mua ấy, người ta hay chế hay cho phân này, nó phân nó bị xốp. Nó không ngon, nó không ngọt bằng của mình. Bạn Lan nhanh tay các bạn. Cái gì cũng biết làm, khéo tay. Nhưng mà bạn ế. Ế. Anh không biết ế. Thế mà nói trước bọn anh không. Em mà nói ra một câu thì bao nhiêu anh xin chết luôn đấy. Em nói nhiều lần rồi mà. Hả? Em nói nhiều lần rồi, làm gì có ai xin. Có bạn nào có ý muốn là lên đây ở rể không các bạn? Có chỗ ở rể không em? Ở chỗ em có ở rể không? Có đây. Ở rể thì có những cái gì không? Có nghĩa là phải cái phong tục của mình ấy, nếu mà ở rể thì phải làm như nào, phải như nào? Chắc nói rồi là mình nói. Lại anh nói rồi à? Chắc em nói rồi mà. Anh quên mất. Sao bây giờ hỏi lại đi. Từ năm ngoái 2 năm rồi kìa nữa. Có đúng không? Trước thì có thật anh ạ, nhưng mà bây giờ thì ít khi ở rể lắm. Ít khi ở rể đúng không? Bây giờ toàn kiểu ăn hỏi xong được mấy hôm là cưới luôn. Đúng không? Ít khi ở rể lắm. Người ta không ở rể đâu các bạn. Các bạn lên đây mà nếu mà vào ở rể chắc là mọi người chạy mất dép luôn. Các bạn lên đây bước bạn Lan về các bạn. Bạn Lan mà chưa có người yêu đâu. Em vẫn còn đang ế. Không biết là có thật hay không. Ồ, hoa ban và thịt gà. Sẽ để cho một chút nước các bạn nhé. Đây. Khi nộm thì bạn Lan phải chút nước thì nó sẽ không bị khô. Sao được nhỉ? Anh nghe được rồi đấy. Rồi. Cái gia vị của em thì có những cái gì hả Lan? Có tỏi này, ớt, hạt sẻ. Tỏi, ớt. Với cả ít rau mùi. Hạt sẻ. Muối thì. Rau mùi. Để cho cái đường. Hả? Cho đường à? Có thể cho đường luôn đúng không? Được. Đây này. Hoa ban ngọt. Hoa ban ngọt với cả. Nếu mình cho ít nước chua thì mình mới cho ít đường. Còn nếu mà ấy thì. À thế mình không cho nước chua gì à? Không cho chua cho nước ấy. Không cho cái gì đâu đúng không? Chỉ là gia vị như này thôi. Cho nó chua bà làm nó chính hoa ban với cả thịt. À. Kiểu nó sẽ mất vị của hoa ban đi. À mình cứ tưởng nộm là sẽ cho chanh và gì đó, nhưng không cho đâu các bạn nhé. Chỉ cho gừng ở đâu? Tỏi này, hạt sen này. Ớt này. Rau mùi. Và mắm muối thôi. Chứ bọn mình thì chỉ có gia vị kiểu này nhưng mà không biết cho mọi người như thế nào. Cái tỏi này tỏi ta các bạn, nó bé tí nó khó bóc lắm. Mà nó thơm. Toàn đồ nhà trồng. Đồ nhà làm ra đúng không? Mẹ đây. Cái đồ này sẽ dã ra các bạn nhé. Ớt tỏi. Tí mày đi, chưa đến giờ. Buôn ra đây là về đi. Dã xong rồi các bạn, bây giờ thì sẽ trộn vào thôi. Đó. Thế như mọi người nói thì hoa ban này nó đã ngọt sẵn rồi. Cho thêm rau mùi đúng không em? Rồi cho thêm rau mùi nữa. Lanh, đâu ấy? Đi có việc. Lanh xin bán. Bạn Lanh, bạn Lan Anh các bạn, mình gọi là Lanh. Như nào? Tủ nào? Không biết. Rồi, rau mùi thái nhỏ ra. Rồi cho vào các bạn. Đó. Đây chỉ để trộn lên thôi đúng không? Mày mang cái nồi thịt bò lên nhà đánh xào. Muộn tí ăn cần cưng. Rồi xong. Đã xong cái món nộm hoa ban
Gà nụm hoa ban các bạn. Của bà Lan Vlog. Của bà Lan Vlog à? Làm gì gọi bà, còn trẻ lắm. Còn em Lan các bạn. Bà Lan vẫn giới thiệu là bà Lan chưa có yêu đâu các bạn nhá. Mình các bạn muốn xin Facebook bạn Lan thì cứ thể có thể liên hệ mình. Là mình có Facebook bạn Lan rồi đấy. Mình có cả số điện thoại luôn các bạn. Các bạn muốn thì hối lộ mình nhá các bạn nhá. Xin cảm ơn. Ở dưới bếp thì bạn Lả đang chặt gà các bạn, chặt nốt con gà. Cái nộm thì xong rồi nhá các bạn nhá. Vừa rồi bạn ấy cho một chút chanh vào nữa, cho nó chút chua các bạn, bác phải cho thêm chua vào nữa cho nó ngon. Còn trên nhà thì những cái măng vừa rồi mình nướng các bạn. Lan anh đang bóc ra. Đó. Nướng này này thì nó sẽ thơm hơn nhá. Nó thơm và nó mềm hơn. Cái này thì tí nữa chấm với cái gì hả chị? Chấm với thua nâu. Hả? Thua nâu. Một loại gia vị làm từ đỗ tương các bạn. Thua nâu dịch ra tiếng phổ thông là đỗ thối các bạn nhá. Để mình để lâu ấy các bạn, mọi người để lâu thì nó có mùi vị khá là đặc trưng nhưng mà nó ngon các bạn. Ôi thì em bóc hết cái ấy nó đi rồi. Bóc hết cái lá rồi. Xong rồi hả lá? Chưa, em bây giờ sẽ ăn cho bác. À ok. Chân nhớ. À vâng. Hết cả bì riêu. Cái măng. Mềm lắm các bạn, thơm nữa. Thơm cực kỳ luôn. Nướng này sẽ ngon hơn. Ngon hơn luộc các bạn nhé. Chắc chắn rồi. Nó mất thời gian hơn thôi. Ăn thử với bạn nào xem có đắng. Thôi tí vào ăn. Hai con cá vừa rồi bọn mình mua ấy các bạn. Đang định nướng lại nhưng mà mở ra thì nó còn nóng lắm. Mọi người bọc bằng cái lá rong này này. Đó. Bây giờ thì chỉ cần lấy ra thôi. Cái này của em ơi. Táo khẩu à? Ừ, táo khẩu. Táo khẩu là cho sôi ra các bạn. Là táo khẩu. Tháo. Ồ. À thế là phải buộc à? Buộc. Mọi người nướng này để bán các bạn. Không phải gập nữa, mọi người sẽ buộc vào để cho cái nó thành con cá nó đẹp ấy. Và buộc cái lạt vào cho gia vị nó đỡ bị bung ra. Đó. Giống như bạn Lan anh làm. Bác thì đang đằng kia, đằng bếp này xa xa các bạn. Tối lắm. Đằng kia đằng này các bạn. Đang táo khẩu. À, nhấc về nhà. Xôi nếp mình thấy ở đây là nhà nào cũng hình như hôm nào cũng ăn xôi thì sao ấy. Vì khá ngon xôi. Móng tay dài nhờ. Móng tay giả đó. Ok. Ok. Bây giờ hai con cá các bạn. Rồi. Sẽ cho cái hoa ban ra. Nộ hoa ban. Ôi hoa ban rõ nhiều mà nhặt ít nhờ. Bây giờ vừa rồi là nhặt nhiều ấy nhưng mà bây giờ nó ngót đấy các bạn. Cho luồng trộn nó ngót. Bây giờ hai đĩa không nghe. Vậy là cũng được rồi. Ok rồi, ăn thơm ăn thò, mai đi nhặt tiếp. Mình chưa thử đâu các bạn, tí nữa vào mới thử cơ. Ở ngoài này các bạn mình để ý là bác có cái thua nâu này các bạn, để trong một cái gói treo găng. Cái này không
có con muối, không con gì nè. Mọt à? Tổ mấy ngon lên tổ sáng mà lên. Hạ, đi ngay. Lan. Bác hỏi cái gì? Bác hả tổ mấy ngon khảo quá, kêu ông sáng mà lên. Hả? Bác hả tổ mấy ngon khảo quá, kêu ông sáng mà lên. À, con ruồi đỡ bầu không ạ? Buộc vào trong... Cái này thì mình làm lâu không ạ bà? Làm lâu chứ. Vâng, đây các bạn. Đây là... Cháu ăn không? Cháu ăn không? Thua nâu các bạn. Thua nâu. Làm từ đỗ tương các bạn nhé. Và lá gì đấy ạ? Lá... Rau mùi ạ? Rau mùi. Rau mùi ớt. Mình thấy rau mùi ớt bên dưới vừa thái vào. Đỗ tương. Cái này thì mọi người làm khá là lâu để cho lên men các bạn nhé. Không cho men đâu mà. Cho nó tự lên men. Vâng. Rồi để treo gác bếp này, để lên gác bếp các bạn, buộc kín vào để cho con đỡ con ruồi nhặng nó bâu ấy. Ok, sẽ dã với ớt với lại là rau mùi nhá. Cái này thì nó có mùi khá là đặc trưng đấy các bạn. Giống như là một gia vị như mắm tôm ấy. Nước chấm mắm tôm đó. Cái này thì gọi là mắm tôm Tây Bắc đi các bạn. Vì nó có mùi. Ăn được thì cảm thấy rất là ngon đấy. Ngồi chị nọ, tên nói mày. Ít quá à? Vâng. Đây là bà thì sẽ lấy ra đây, gói đây. Đó. Rồi. Gói bằng lá rong. Để xem nhá. Là cái này làm cho nó chín, không cho con ruồi vào ấy. Vâng ạ. Không bọc, không cho ruồi vào. Con ruồi vào thì không nên ăn rồi. Vâng ạ. Đó. Này các bạn. Sẽ tách ra các bạn nhé. Dã ra rồi. Rồi bây giờ cho thêm nước vào. Đó, không phải đặc như thế đâu. Đặc thế thì cho thêm một chút nước vào mà ngoáy ngoáy ra thì nó sẽ tạo ra một cái nước chấm sệt sệt các bạn. Rồi tí nữa thì mình sẽ chấm cái măng nướng các bạn nhé. Ồ. Đó. Con giảm. Thế là bất chứ. Ít ngọ, ít khoai. Ít khoai ăn sẽ khó cá hơn. À bây giờ thì có thêm rau mùi các bạn. Mình thấy cái mùi của nó đỡ hơn nhiều rồi. Đó. Thật là em vừa đầu tiên nghe là sao bay nhưng mà chẳng lẽ xong rồi đúng không ạ? Rồi các bạn. Mâm cơm tại nhà bạn Lan. Đó. Bạn mâm cơm tại nhà bạn Loan. Ồ, nhiều món quá. Cái này thì tí nữa không biết gặp món nào trước đây. Có cá nướng các bạn, có gà, có thịt bò, có canh rau nữa các bạn. Làm gì đấy? À, có một món đặc biệt ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Món đặc biệt mình mới truyền tải nhiều nhất là cái món này này các bạn. Ba cái món này, hoa ban nộm, gà. Ở đây mọi người là gọi là nộm nhé các bạn nhé. Đây là măng nướng này, măng nướng này thì sẽ chấm với thúa nâu, một loại gia vị trên này. Từ đỗ tương các bạn. Còn đây là cà chua các bạn, cà chua chưng để chấm với rau thơm. Ôi nhiều món quá. Đây. Người cầm mâm to này mà đầy kín hết luôn. Mọi người ở đây thì cũng xem video từ của bạn Lan các bạn. Đó, may mắn thế vào gặp những nhà anh cũng fan của kênh Giá Pháo. Ta xem bạn Lan làm cơm nếp từ xôi nếp từ hoa phón các bạn. Rồi, chờ mọi người nữa là bọn mình sẽ ăn cơm tại đây thôi. Xin mời mọi người nhé, mâm cơm rất là đầy luôn. Con không
hàn tế. Hoan hello hello tí hòn tí hòn. Chị ơi. Các bạn mâm cơm tại nhà anh Loan các bạn. Anh trai của bạn Lan. Đó, có mấy anh em mình không? Nhưng mà mâm cơm thì không có chỗ để bát nữa rồi các bạn. Rất là nhiều món, toàn món đặc biệt, đặc sản trên này thôi. Có cái cóm khẩu này nữa các bạn. Hôm nay em ăn nhiều anh Loan là đúng là đấy. Có món xuân gì? Cũng có món xuân đâu. Ờ, chị ơi em mời ạ. Xin mời đi ạ. Ngồi đi em. Học người đi. Đây, sao đây ngồi? Sao đây chị ngồi dưới? Anh dài đúng. Alo ạ. Tay dao thì khét. Xin mời mấy em nhá. Cháu mời mọi người. Bán rượu chị. Em mời chị ạ. Em mời anh nhá. Vâng ạ. Mời Lan Anh. Anh à. Hảo Heng à? À bên kia là anh Hiến Hảo. Ăn hẹn hảo. Còn bên này là hảo. Hảo em nữa. Bên này hảo hem. Là chúc mừng à chúc sức khỏe các bạn. Cháu hảo heo cô chú. Hảo heo nữa. Vâng ạ. Hảo anh gì ai đâu. Đúng rồi. Chào sức khỏe mọi người. Không, gây bác của anh. Alo. Chưa, đang ăn cơm. Rượu men lá các bạn. Rượu nếp men lá các bạn. Đúng rồi. Mâm đang ăn cơm. Vừa mới ngồi vào mâm lên à? Đây cả nhà nhá. Mời anh nhá. Xin mời ạ. Mời các anh nhá. Vâng em mời chị. Ờ làm lý ạ. Ở đây thì ôi mình xin lỗi là các bạn có phải ra bờ hồ nhặt không? Phải làm lý các bạn. Ồ, rất là nhiều. Mọi người ăn cơm thì phải làm lý trước các bạn nhé. Để một chút rót cho hai cái chén ở giữa kia kìa. Đó. Đây ạ, rót ra ngoài đây một tí. Rót ra ngoài đấy ạ. Chị, đó. Làm lý. Đổ một chút ra ngoài thôi. Em không đẹp đâu. À? Đây món hoa lan của bạn ở món hoa ban của bạn Lan làm. Lan cho anh xin được không? Một tí được không? Cháu mời mọi người nhá. Đây, mình sẽ review cái hoa lan này các bạn. Hoa lan nộm thịt gà. À nhầm, hoa ban. Tại bạn Lan xinh quá nên là cháu cứ nhầm đấy chú ạ. Hoa lan tại bạn Lan xinh quá cứ nhầm. Đây mọi người dùng hoa lan đi. Mọi người dùng hoa lan nhá. Dùng hoa lan gỏi nhá. Mình sẽ ăn cái này đi. Mẹ đi. Đó. Hả? Em đang đi ăn cơm. Đây mình sẽ mình chưa thử đâu. Bây giờ mới thử xem vị nó như nào. Em đang đi ăn cơm. Không. Thưởng thức miếng hoa lan nào. Hoa lan. Đây. Mới đầu vào thì có luôn cái vị của mắc khén các bạn. Ba lấy được. Và có một hơi chát chát. Cái bảo hoa lan ngọt các bạn. Cay. Rất là thơm của mắc khén với lại là cái rau mùi các bạn. Con này bố ơi, ăn ngon này. Ăn kia mẹ đi. Cái này giống như anh Mạnh hay nói đúng món sở trường của mình à? Làm mẹ nhá. Ngon lắm các bạn. Hình như là tại người làm ngon thì mình ngon đúng không? Ngon nữa đúng không? Ở đây không ngon đâu. Chỉ là làm ngon thôi. Làm ngon. Mang gói cho cái này chứa 13 bát. Cái này là mà thuần nâu các bạn ạ. Thuần nâu. Là gói vào mới chấm thuần nâu à? Đây. Giống gói vào có hạt lá bả này xong chấm thuần nâu. Lá bả. Lá ngõa đó các bạn, một số nơi gọi là lá ngõa đó. Bông hoa. Bông hoa. Bông hoa. Đây, hoa ban của Lan đấy. Rồi. Đây, bà Lan này, Lan giúp anh gói cho anh một miếng được không? Để cho mọi người biết cách ăn đấy. Đó. Em lấy măng, gói lá bả. Lá bả các bạn, lá ngoạ. Có. Em có rau thơm sẽ cho ít cho. Đây, cho mình. Măng chấm lá bả. Chấm đi. Đang gần mang đi thẳng chị này. Măng khỏng. Rồi. Anh xin cảm ơn. Rồi. Cái thuần măng đắng mình cứ làm đấy ạ. Măng đắng cuốn lá vả. Làm như thế nào chú? Chấm thuần nâu các bạn. Lố tương về luộc cho chín ký xong rồi gói lá rong để trên gác bếp tầm 3-4 ngày xong nó lên men xong lên giá. Cái này xong cho rau mùi vào thế là ăn. Là mình ủ lên men đấy. Nó có bùi các bạn.
nó trước tiên là bùi đấy, nhưng mà nó có một chút mùi các bạn nhé, mùi của cái đỗ tương lên men, đỗ tương lên men và cay cay nữa, mang thì đắng rồi, nhai thật quyện vào thì nó có bùi của lá vả ấy các bạn. Rồi, cực kỳ ngon luôn, toàn món đặc sản. Mình sẽ để máy xa xa nhé. À đúng rồi, đông khởi một ly đi ạ. Đó, cháu mời mọi người. Hảo Heng ạ, cháu mời Hảo Heng. Em mời anh chị đi. Xin mời. Xin mời bà lại. Anh Mạnh. Rồi, xin cảm ơn. Con kiểu em con tay em. Cháu cân tay. Xin mời mọi người ạ. Con điều Hảo Heng, Hảo Heng. Rồi mình sẽ để máy xa xa ở đâu đó để bọn ăn cơm cho thoải mái các bạn nhé. Ăn nhiều nhá. Thôi, nhà chẳng có gì đâu mà mâm cỗ mà không hết bát, không để chỗ bát này. Được các bạn. Một video tại nhà anh của bạn Lan các bạn. Bọn mình truyền tải những cái món ăn đặc biệt của dân tộc đồng bào người Thái trên này các bạn. Đấy là hoa ban nộm gà và lại măng đắng nướng chấm thốn nâu các bạn, cực kỳ ngon luôn, đặc biệt đấy. Hôm nay được ăn món hoa lan. Mọi người còn toàn bảo hoa lan thôi, hoa lan nộm các bạn, hoa lan nộm. Rồi mình sẽ kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào các bạn.